Cuối giờ chiều nay, Ủy viên Dự quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận thêm 50 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 10 ca chưa được cách ly liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn. Một chuỗi mới xuất hiện vào hôm qua ngày 27 tháng 7 liên quan đến ca bệnh NTPQ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, được đánh giá là chuỗi có nguy cơ cao. Cộng dồn từ ngày 10 tháng 7 đến nay, Đà Nẵng có 514 ca mắc COVID-19. Cũng trong hôm nay, các cơ sở y tế đã điều trị ra viện 19 trường hợp, còn 458 trường hợp đang điều trị. Thành phố đã cách ly 15 người về từ vùng dịch, đã xét nghiệm 32.000 trường hợp, tập trung tại các điểm nóng và 42 chợ trên địa bàn, đã hoàn thành tiêm vaccine COVID-19 1.042 trên 1.170 liều trong đợt 4, tổng mũi tiêm đến nay là 34.000. Các địa phương đã xử lý 17 vụ vi phạm quy định phòng chống dịch. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các quận huyện sở ngành quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống COVID-19, nhất là tăng tốc truy vết, cách ly tại các chuỗi lây nhiễm có nguy cơ cao. Các đơn vị có sự phân công đồng đều của lực lượng chức năng để tham gia công tác phòng chống dịch, có quan tâm, khen thưởng để động viên kịp thời. Về kiểm soát dịch, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị. Cũng đề nghị là bây giờ là số ca mắc thì ngày này 50, còn một số trường hợp mà buổi chiều nó phát hiện cũng chưa cộng vô nữa. Và cái số lượng ở ngoài cộng đồng cũng tăng. Cho nên là tiếp tục là đề nghị là đẩy nhanh cái tốc độ xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, truy vết. Nhất là cái lò mổ Đà Sơn, rồi cái cảng cá, cũng hai cái ngành đó là hai cái địa điểm đó là bây giờ cái nguồn vẫn còn ở cái mức nguy cơ rất cao, thì tiếp tục đó là tập trung, và đặc biệt là đối với gần 3.500 cái người từ cảng cá Thọ Quang thì xin nhắc lại lần nữa là các quận huyện, các địa phương cũng phải tập trung quản lý và quán xuyến cái lực lượng này.